Hi, chào cả nhà mình nha. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy quay để mình quay cái con thú và bò đang hóc múa sau lưng mình nè, cho cả nhà coi ha. Thì con này á là đỏ nguyên con, chân vàng, chim thì hai mùa thôi nha cả nhà. Em nào ưng thì bắt về lại mình làm treo hót múa, thì nói chung là mình sẽ bao hót múa, cánh là năng và đôi okay, thì cũng có. Giờ mình sẽ đặt máy quay đây nha. Bây giờ nói chung mình sẽ đặt máy quay để mình quay cho rõ hơn ha. Chứ giờ quay thì cả nhà thấy được cái mặt mình rõ hơn rồi đó. Ở đây mà ngồi cầm hót ở sau lưng mình ha. Chim thuần chưa chắc gì. Không tặc lỗi, không máy nước, không lộn, máu mỏ đầy đủ ha. Anh em nào ưng thì alo cho mình ha. Số thoại của mình là ở trên đây ha. 0929 887 346 nha. Số đồng sư alo của mình. Anh em không tin thì anh em phải là tới nhà xem mà coi và bắt ha.